Dạ, kính chào tất cả quý khách hàng thương mến quay trở lại kênh Máy Hàng Em Quyền. Hôm nay là ngày thứ tư, ngày 9 tháng 11 năm 2022. Gửi đến tất cả khách hàng ở khắp mọi nơi, miền Tây, miền Trung, miền Bắc, Tây Bắc, Đông Bắc. Lời chúc sức khỏe và cuộc sống luôn luôn thành công, công việc thì vạn sự hanh thông. Thì hôm nay là cái ngày giữa tuần nữa rồi. Thì đầu tiên cho phép mình thông báo với tất cả quý khách hàng nha, là cái video mà mình chọn ra 10 quý khách hàng mà để trúng 5 con máy mini ạc 200 và 5 con máy cầm tay đó, cho phép mình dời lại tối mai mình sẽ mở livestream rồi mình chọt cho vui nha quý khách hàng nha. Rồi thứ 6 mình sẽ mở chương trình máy hàng không đồng tiếp nữa, chơi vui lắm, rồi sale kiểu Mỹ. Thì hôm nay do tình hình nó hơi bận là rất là nhiều quý khách hàng thương mến đặt những cái dòng máy này nè. Cắt 50, có nhiều anh á là đặt một cặp. Trong đây là có hai anh là mua một cặp máy được, hai anh là mua một cặp Multimix 265 nè. Một anh mua con này đi với một con cắt, thêm một anh nữa, anh Sang ở Sóc Trăng nè, rồi anh Hùng ở Cần Giuộc nè, mà mua mỗi anh một cặp máy, và còn lại là ba anh khách thương mến là anh Liêm, rồi anh Trọng, rồi một anh nữa mình chưa kịp đọc cái bill quên rồi, mua riêng ba con cắt 50 Tenja riêng. Thế tóm lại là trong năm con máy này thì nó sẽ có đi năm con máy cắt đó thì có hai anh khách thương mến mua một cặp lịch. Rồi một số khách hàng thì mua rời cái con Multimix 265. Thì trước khi mình có video này với một anh thương mến nữa, anh này là mua con Tích 250 ACDC của Tenja, thì mình lần lượt mình test từng anh trong cái phạm vi mình cố gắng hết sức vượt lên chính mình, coi mình test có kịp để trong một cái video ngắn tầm 20-25 phút không nha quý khách hàng nha. Đầu tiên là cảm ơn anh Sang, anh mua dòng Multimax 265 này đi kèm với con cắt 50 và một cái bộ giật to 800 ngàn. Thì bây giờ mình sẽ test, đây là chiếc xe vàng thương mến nè, các thấy không, nó đang bị mốp nè, mình sẽ test cho anh lôi nó ra, nó đang bị mốp dữ lắm nè, rồi lôi nó ra, mốp quá lôi ra, lôi nó ra. Rồi, đó, trước khi mình test thì mình hàn thử bên ngoài ở chức năng bình thường của nó cho tất cả quý khách hàng thấy sự tinh tế của nó. Ví dụ vậy, mình hàn đồ mỏng đi, ghép nó vô. Quá ngọt ngào đúng không quý khách, thấy không? Quá ngọt ngào đúng không? Rồi, khóa đầu bên này, khóa đuôi, khóa đầu, rất là dễ hàn. Đây là cái cách hàng ra dãy cá, nếu mà quý khách nào muốn hàng đồ mỏng mà ra dãy cá thì mình làm như thế này. Đó, đây là mình đang test cho anh khách là đặt một cặp máy nha. Đó, anh làm gara thì anh mua. Đó, đây là cái cách hàng mà nó sẽ ra dãy cá. Đó, mình đưa kế bên nè. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái đầu rất là đẹp ha quý khách này ha. Đẹp không? Em quay cho khách thấy cái hàng dãy cá đó. Rõ không em? Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái giật tôn vô mình làm tốc hành. Mình cố gắng trong cái video này mình làm, mình test cho tất cả quý khách hàng trong vòng 20 đến 25 phút qua được không? Rồi. Giờ mình sẽ lên, mình sẽ giật cái thằng này ra cho tất cả quý khách hàng theo dõi sự thực tế của nó, cái máy này nha quý khách. Mình hàng vô cây trong này, trong cùng này trước. Nó rất là nhiều chỗ bị á. Nó một cây. Cái thứ hai quý khách này. Ok, lấy ra. À,
Đó, là cây thứ ba. Đầu tiên mình sẽ giật cái thằng, mình không phải dân gara nha, cho nên quý khách hàng thông cảm. Mình chỉ thấy cái gì mà nó tiện tiện á, mình chia sẻ với mấy anh, rồi mấy anh về có thể làm lại nó giỏi hay hay hơn mình nữa. Chắc là phải giật ở giữa ra trước chứ. Thường mình phải giật ở giữa ra. Đây. Đây là cái máy giật. Cái dụng cụ giật ton là mình tự học theo cái công nghệ của tụi bên Mỹ á. Cái thế nè, nó nhúc nhích ra nè. Khách để ý nè, mình giật ra nè. Nhẹ nhẹ thôi. Đó, nó ra đó. Nè. Đó. Đó, ra đó. Đó, ra đó. Đó. Ra đó. Rồi, tiếp tục. Nương 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 từ từ. Tới cây thằng trong. Sơ sơ vậy cho tất cả quý hàng thấy cái sự tiện lợi mà cũng rẻ tiền đi, thay vì mình mua giật con đúng đó, ra đó. Đó. Mình siết này không chặt, siết chặt lại. Đó. Xe này màu vàng, trong đại dịch mình cũng đi nhiều nè. Rồi, tiếp tục. Đại loại vậy hả khách ha. Rồi, bây giờ mình sẽ vô những cái video khác đi. Sau khi mình làm như vậy xong, quý khách cứ giật 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 ra, rồi mình cắt nó đi, rồi mình lấy máy mài, rồi mình trét lại, mình làm đồng lại. Rồi một xong, test cho một anh xong xuôi. Bên này mình đang gắn dây 15kg, nhưng mà bên trong mình đang gắn dây nhôm. Bây giờ mình sẽ test dây nhôm cho tất cả quý khách hàng coi. Bọn này cái. Rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái đường sau con chó cho tất cả quý khách hàng coi nha. Test nhanh. Hàng nhôm bằng con máy Multimix 265. Vô nha quý khách hàng nha. Nó là một con máy giá chỉ có 4 triệu mấy thôi. Mình hàng nhôm như vậy là cũng đã giải quyết được một số sự việc rồi. Nè, mời quý khách theo dõi nè. Mình bật qua chức năng AMG 1.0 hả quý khách. Nó giống như miếng này nó thấy nó dày vậy đó, mình cho nó âm 2 thôi. Mình sẽ hàng cho quý khách coi. Nãy mình để âm 2.5. Mình cho này lên lửa miếng ha, 230-40 A nè. Rồi, mình sẽ kéo một đường tiếp theo nữa cho tất cả quý khách hàng coi. Rồi mình kéo đường luôn nha. Bây giờ nó em nó rất là đẹp rồi. Đó, các thấy rất rõ nha. Mình làm là thực tế nó như vậy. Đó, sau khi mình đã âm mít đó. Đây, đây là đường hàng thực tế của em nó nè. Những cái khối đen đó là không ảnh hưởng gì hết. Đó, các thấy rất rõ ha. Đường hàng. Một con máy mít mà nó hàng nè. Đâu có thua gì một con máy mắc tiền đâu. Quá đẹp. Đúng không? Hồi đầu tiên mình để âm 2.5. Thì nó còn hơi mô thịt. Nó lần sau mình cho nó xuống âm 2 thôi. Thì để dòng như vậy là mình đã hàng đường hàng rất là tuyệt vời rồi. Rồi. Rất là đẹp. 5356. Rồi, bây giờ sẽ vô test cái sẵn dịp rồi mình hàng một đường tích kế bên đây bằng con máy 250 ACDC cho một anh khách thương mến. Để so sánh luôn, mình mượn cái đường khí hạt gông của anh bên này. Mình sẽ gắn qua bên anh máy này. Rồi, mình sẽ tiến hành mình hàng một cái đường mỏng và một đường dày. Chỉnh lên dòng 160 A. 50-60 đi. Rồi. Upload time mình tắt. Ba lăng mình chỉnh tầm 40%.
Rồi tần số mình chỉnh tầm 110 Hz. Download time mình chỉnh khoảng 3 giây, khí ra sau mình chỉnh khoảng 3 giây. Rồi, tiến hành hàng một đường cho tất cả quý khách hàng coi luôn nha. Trong phạm vi video này thì mình làm ngắn ngủ vậy ha quý khách ha. Đó, em nói hàng ra xong. Rồi, vô chỉnh hàng cái đồ siêu mỏng luôn một ly này. Đó, bữa hôm đó mình cũng hàng một lần rồi. Có một số quý khách hàng yêu cầu mình làm lại lần nữa thì mình sẽ chỉnh xuống 70A. Giống như hổm ha, 70A. Rồi, tần số mình sẽ cao lên chút. Rồi, ba lần mình giảm xuống chút xíu 30% thôi. Rồi, mình sẽ lấy cái rod một ly 6 ra mình làm một đường cho tất cả quý khách hàng coi. Vô. Rồi mình sẽ hàn là trên miếng nhôm 1 ly. Nó mình biểu diễn sơ sơ cho tất cả quý khách hàng coi ha. Bò dưới đất, hàng đồ mỏng thì vẫn ok, mỗi hàng sáng bóng luôn. Rồi bây giờ bước qua đây để mình test thêm hai con máy cắt lát ma đi chung với cặp máy Multimix 265 của một anh khách hàng thương mến mà mua một cặp máy đó, cho phép mình ngắt điện mấy con máy bên này. Mình phải test thực tế vậy mình mới hài lòng được. Chứ mình bán máy mà mình để cho mấy em nhân viên test mình cũng không yên tâm. Cho nên mình đích thân mình sẽ test từng con cho tất cả quý khách hàng nha. Đó thì giá máy này thì mặc dù giờ tỷ giá đô la nó đã lên 25.000 mấy trăm đồng rồi. Nhưng mà mình về đợt này mình vẫn không có lên giá quý khách hàng nha, vẫn 4.8 triệu nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối khí và mình cắt thử nha. Rồi mình kết nối khí con máy trên cùng nè. Để cho mấy đứa em đó, đường khí là cắp sẵn phía sau á. Cái khớp nó nhanh đó. Trong cái máy nó cho mình cái khớp nó nhanh sao sẵn hết rồi. Rồi, mình sẽ giật cái điều áp lên mình chỉnh cho tất cả các bạn coi nè, ở sau đít cái điều áp. Nó có cái độ nhổ lên nè. Nhổ lên nè. Dặn lên, dặn lên. Dặn lên. Rồi nó lên đúng 6 kg không? Rồi, 6 kg rồi đó. Rồi, quất một đường. Kẹp mát gắn dấu cộng, rồi kẹp vô. Súng đây. Rồi. Mời khách nhìn lên màn hình để mình nói sơ lại cái nữa nha. Máy mình có chức năng cắt lát ma thì trong cắt lát ma mình sẽ chỉnh nè. Khí ra trước là mình chỉnh xuống 0,5 giây thôi. Hoặc là 0,3, 0,5 cũng được. Rồi, đây mình chỉnh 6 giây thôi là khí ra sao. Rồi, mình nói tới đâu mình làm tới đó cho lẹ hết rồi. Rồi, đây mình sẽ test cái máy đó. Rồi, 1, 2, 3, mình cắt đường ngắn ngắn thôi để mình mới test đủ 5 máy được. Một người cắt một đoạn ngắn thôi. Vô. Rồi, một người cắt một đoạn ngắn thôi. Một anh đã hoàn tất. Tiếp theo anh thứ hai. Anh đầu tiên này mình cũng qua nói luôn nè, có chức năng hàng que nha. Hàng que thì mình cũng hàng nửa cây que. Rồi, hàng que thì nó đang, cái kiềm hàng que mình đang gắn bên dấu trừ. Đây, nguyên bộ của anh đầu tiên nè. Đây, trọn bộ của anh đầu tiên nè nha. Anh khách thương mến đầu tiên nè. Cái kẹp mát của nó đang còn kẹp ở trên miếng đó, cho nên xong cái mình tháo dời vô. Rồi mình sẽ hàng một khúc hàng que nữa. Chọt một phát ăn ngay. Rồi xong, test sơ sơ vậy đi. Tiếp theo anh thứ hai. Mở nguồn lên. Lấy dây khí cấp vô. Đây nè, sẵn lần này mình nói rõ nè.
đây nè, đường khí mình cấp đây nha khách, nhìn nha, cấp vô có khớp nó nhanh ha. Rồi mình cấp khí vô ha, rồi mình mới nhổ cái cục này lên nè, nhổ lên mình dặn theo chiều kim đồng hồ như cái này để rồi cho nó đủ 6 kg lên trước, rồi đủ chưa, chưa đủ nè khách thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ dặn cho khách coi nè, dặn lên nè, dặn lên nè, đó đồng hồ nó đang lên đó, đó lên lên 6 kg đó. Rồi mình để 5 kg đi cho nó đỡ mất thời gian cũng được, tại cái máy nén khí trong kia nó đang chưa chạy. Rồi bóp cò đó, lát ma khí ra trước cũng chỉnh là 0.5 giây, khí ra sau thì chỉnh 5 giây. Rồi quất cho anh thứ hai luôn, kẹp mát thâu hoàng này vô đóng gói cho khách đi em. Đây là bộ của anh thứ hai nè, nó trọn bộ nè khách thấy không, kẹp mát gắn dấu cộng, kìm hàng que để bên dấu trừ, mình làm luôn một lúc luôn, gắn sẵn đây luôn, kìm hàng que để sẵn là chuẩn bị chiến đấu luôn cho hai anh luôn, mày làm liên tục luôn, mình phải vượt lên chính mình mới được. Vô nè, cắt 1, 2, 3 vô. Rồi, không cho đứt, di chuyển qua chức năng hàng que, không cho đứt để mình hàng que cái đoạn này, để 120 ampe, chọt một phát ăn ngay, không ăn thì mình ăn cho hết luôn. Vô nè, thấy không, chọt một cái nó ăn ngay liền, thấy quý khách thấy không, chọt một cái nó ăn ngay liền, máy nó dư sức khỏe luôn mà. Rồi có hai em nhỏ cho nên mình ngưng ngang và tiếp tục mình qua anh thứ ba. Rồi rút máy nén khí ra, hồi xưa người ta có chương trình là vượt lên chính mình đó, làm cái gì trong vòng 1 phút 30 giây gì đó. Rồi chỉnh áp, kéo áp lên, chỉnh lên 6 kg. Rồi mở nguồn lên, rồi cũng vậy, khí ra trước chỉnh 0.5 giây, khí ra sau chỉnh 5 giây. Rồi bây giờ nắm cái kẹp mát kẹp vô, rồi cái kìm hàng que cũng đang gắn bài bản luôn, cầm vô mình để lên đây sẵn luôn. Đây là bộ đuốc của anh thứ ba. Rồi vô cắt luôn nha quý tất cả quý hàng nha, vô mình cắt luôn nha, vô 1, 2, 3 vô. Rồi không cho đứt, không cho đứt để test chức năng hàng que, bật qua chức năng hàng que chỉnh xuống 120 ampe. Đó, chọt một phát nó sẽ ăn ngay tức khắc à. Đó. Nó dễ mồi lắm, nó khỏe như cái gì á. Rồi xong, được ba anh rồi, sắp vượt lên được chính mình rồi. Ráng luôn, rút cho mấy đứa em nó đóng gói phụ, mình đã test xong hết rồi. Vô, còn lại hai anh cuối cùng làm luôn, cắm điện vô, cắm khí vô, rồi mở nguồn lên, rồi cắt lát ma, chỉnh khí ra trước 0.5 giây, khí ra sau mình chỉnh 5 giây. Rồi áp mình chỉnh luôn, nhổ áp lên, nãy mình hướng dẫn quý khách rồi, chỉnh lên 6 kg, quý thấy cái định kim nó lên rồi đó, nút ngàn rồi. Vô cắt luôn, 1, 2, 3. Không cho đứt, không cho đứt luôn, để mình hàng que. Rồi chỉnh 120, chọt một phát ăn ngay, nếu khách hàng ăn chọt một phát ăn ngay, không ăn mình ăn cho hết luôn. Không, chọt là một phát nó sẽ ăn ngay liền đó.
á, mình test vậy đi cho nó lẹ, để năm khách hàng lại rồi xong. Mượn cái que 2 ly 6 để lại đây, hồi test cho các anh cuối cùng. Rồi, giờ cái này qua. Đây là anh. Mình sẽ test anh cuối cùng. Rút điện. Đây là anh thứ 5. Hôm nay là được 5 anh khách hàng thương mến đặt những cái dòng máy mà đi chung với gara rồi, cắm khí vô, nhổ điều áp lên. Điều áp tăng rồi. Cắt lách ma chỉnh khí ra trước 0,5 giây. Khí ra sau 5 giây. Rồi. Tiến hành lấy kẹp mát. Kẹp vô. Rồi, kìm hàng que đem qua đây sẵn luôn cho đỡ mất thời gian video háo khách. Rồi mình gáy cái đũa 2 ly 6 mình kẹp thủ sẵn đây luôn đi. Để đây. Rồi súng đây. Rồi vô tiếp tục cắt tiếp. 1 2 3 vô. Máy này nó cắt khả năng 12 ly đổ lại nha quý khách hàng nha. Không cho đứt luôn, để mình hàng que. Không cho rớt xuống. Không cho rớt chứ không phải là không ấy được đâu nha quý khách hàng nha. Mình ấy cái nữa là nó rớt xuống liền á, nhưng mà mình không cho rớt. Rồi, mình sẽ chuyển qua chức năng hàng que. Chỉnh xuống 120A. Rồi, chỉnh lên 50% hot tạc, hàng cho nó dễ mồi. Khởi động nóng, rồi. Xong, chọt một phát có nó ăn ngay không? Nè, khách nhìn này nha. Nè, chọt một phát ăn ngay nè, đó, dễ ăn lắm, đó. Đó. Đó, mình cho nó tự động hàng luôn, hết là đổ luôn, mình chào quý khách hàng luôn nha. Các thấy sự dễ dàng của em đó nha. 1, 2, 3 thả xuống ăn ngay mày. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả quý khách hàng thương mến đã đặt những cái dòng máy hàng rất là nhiều ngày hôm nay, tích 250 ACDC Multimix 265 Sanagic cắt 50 đó, và máy đang tự hàng và nó hàng xong luôn rồi. Quý khách hàng nào chưa đăng ký kênh nhớ nhấn nút đăng ký kênh nha, nhấn vào thẻ chuông để nhận được những video mà mình sẽ post lên, mình giới thiệu hàng ngày đến tất cả quý khách hàng nha. Đặc biệt mình rất là thích con máy tích nhôm ngày hôm nay, nó hàng quá đẹp, mà con mít cũng đẹp nữa. Con Multimix 265 nó hàng nhôm quá đẹp quý khách. 265 hàng nhôm quá xịn xịn nào. Còn cái này là con 250 nó hàng mỏng lét một ly nè, mà mình ngồi dưới đất mình cũng hàng tốt luôn nè. Đó. Rồi. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã theo dõi hết video nha. Xin thân ái chào tạm biệt quý khách hàng. Chúc quý khách hàng có một tuần thật là vui vẻ, đầm ấm và thành công trong công việc. Xin thân ái chào tạm biệt.